Xin chào các bạn, hiện tại bây giờ mình đang ở trên đại lộ Michigan. Thì bây giờ quả ngoài trời rất là lạnh các bạn, và gió nó thổi nữa. Bây giờ các bạn mà không quấn nó lại á thì các bạn sẽ bị lạnh cống luôn. Thì bữa hôm nay mình sẽ đi đi mua sắm các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi xài 100 triệu trong vòng nửa tiếng đồng hồ nó cảm giác nó phê như thế nào. Em cảm giác của em xài 100 triệu trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ con vợ nó lạnh này các bạn, nó không có cảm giác nữa. Nó no feeling. Các bạn hãy cùng theo dõi mình sẽ xài 100 triệu trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Nó phê không? Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái đây là cái đại lộ mua sắm nổi tiếng của Chicago. Các bạn thấy chưa? Chưa thấy phải không? Tại vì mình chưa tới mà sao các bạn thấy được? Thì ở đây đó, nó có rất là nhiều xe, bởi vì mình rất là khó đậu xe các bạn. Mình phải đậu xa thì xa. Rất là nhiều khách sạn. Quá trời luôn. Mình giống như là mình đi từ dưới nhà quê mà đi lên thành phố vậy đó các bạn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn thấy đường xe nó rất là đông không? Quá trời luôn. Hai tầng. Xe bus 2 tầng. Đâu? Đi quay xe ngựa đi. Ở đây có người ta đi xe ngựa các bạn. Trời lạnh mà cho mấy con ngựa này đi tội nghiệp quá. Hiếm khi mà mình có dịp đi tối như vậy các bạn. Đường xá rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ dẫn vợ mình đi tiêu tiền. Mình sẽ cho vợ mình 30 phút. Trong vòng 30 phút vợ mình phải tiêu hết 100 triệu. Cảm giác của em ở đây thế nào? Chưa biết cảm giác của vợ mình, chưa biết các bạn. Ok, giờ mình vô đây các bạn ơi. Trong đây là có đủ thứ hết. Đi nãy giờ đi ngoài lạnh quá. Bây giờ mình sẽ đi coi chỗ này lên nó có gì. Mua sắm ở trung tâm thương mại. Đi đây mình mới gặp hãng xe điện Tesla. Ô xe điện nó có mẫu nhỏ xíu nè. Đây là con đít lái. Đây là mẫu xe điện nổi tiếng các bạn. Coi cái chiếc này tới 200.000 luôn. Cái chiếc này nó rất là mắc. Đây là xe điện nhanh nhất thế giới các bạn ơi. Nước là mình không có tiền mua. Mà thôi cãi quên đi. Ok các bạn ơi, cái cửa hàng đầu tiên của mình đó chính là con ngựa này, nó lộn. Cái cửa hàng đầu tiên của mình đó chính là Dyer. Bây giờ mình sẽ vô đây mình mua. Nhưng mà trước tiên mình phải quay cái con ngựa này cho các bạn coi. Cái con, vô đi. Bây giờ vợ mình sẽ vô đây. Đồng hồ Rolex các bạn ơi. Nhưng mà nó đã đóng cửa rồi. Mà chứ giờ nó mở cửa mình cũng không có tiền mua luôn. Cái tòa nhà này cao quá các bạn. Quá là cao luôn. Bên kia là cửa hàng Gucci. Đối diện là cửa hàng Levi. Còn bên kia là Chanel các bạn ơi. Cái này bao bốn góc đường này là tốn tiền lắm nè. Đó ông Gucci nè. Louis nè. Chanel nè. Đó. Bây giờ mình phải vô Louis chứ các bạn. Đóng cửa là cao. Bên kia là cửa hàng Gucci. Đối diện là cửa hàng Levi. Còn bên kia là Chanel các bạn ơi. Cái này bao bốn góc đường này là tốn tiền lắm nè. Đó ông Gucci nè. Louis nè. Chanel nè. Đó.
Bây giờ mình phải vô lưu vị chứ các bạn. Có rống gỗ là cáo. Louis Vuitton.